Chào tất cả anh em cầu thủ nha, quay trở lại video của hôm nay. Video hôm nay là video 361 nha anh em. Hôm nay là ngày 9 tháng 6 thì tổng cộng anh em sẽ lên cho mình là 30 mẫu cần, 30 mẫu nha, cả máy và cần. Máy tiệm có cho mình ba con nha. Thì đây là có hai con nhỏ, một con đây qua đây gần hai con máy này nè, Shimano Ultega. Ở đây tiệm có cần cho mình là có một số cần em giới thiệu sơ lược cho mình là cần mini, cần rút, cần ISO, cần lua rút, cần tay, có cần tay trợ máy này, ISO hạ tay. Đây có một con gamma, những con ISO cả tay này thì độ cứng cao như này, 4x5H, tay 5m4, cần Ikeda. Ikeda ở đây thì em có cho mình là 1m8x2m4, cần lô như này, cần lô, cần hai chi. Đây có hai chi cho anh em cô bè này, cần 2 khúc, 3 khúc. Đây có một con hai ngọn độ cứng cao, những dòng này anh em có thể đánh tra, đứng ngầm đang xe được cho mình nha. 3 ngọn đầy đủ, độ cứng cao như mình, độ cứng 80. Rồi cuối cùng là một số cần lọc, cần súp như này. Cần lọc ở đây thì em có cần lọc dây trong và cần súp độ dài cần từ 3m6 tới 4m05. Trong đây thì độ cứng của nó tầm khoảng S tới C cho mình, tầm khoảng từ 25 đến 30 nha anh em. Rồi phí ship vẫn như cũ nha anh em, máy 30.000, cần 40.000 một đơn, bên em đóng nước cẩn thận hết, anh em nhận hàng được đồng kiểm hết ạ. À, tất cả mặt bên em, anh em nhận hàng thì lưu ý nha, anh em vui lòng là kiểm tra hàng chứ có thanh toán giùm em. Rồi anh em mua từ hai sản phẩm hoặc thanh toán chuyển khoản thì vẫn như cũ, bên sẽ hỗ trợ tiền ship cho mình. Rồi máy thì được con máy số 1. Máy số 1 cho mình là một con máy có dòng Daiwa nha anh em, Daiwa Dragon X. Size con này là 1500 IA. Thì con này sang thực qua máy rồi tầm khoảng 2.000 cho mình nha, 2.000. Con này hàng cho mình là hàng Japan nha em, hàng Japan, nội địa Nhật Bản nha. Rồi con này vô cước cho mình là cước 1.5 được 130m, cước số 2 100m cho mình. Có chạy có ABS đầy đủ nha, ABS đầy đủ cho mình. Cối là inox toàn thân full carbon, tình trạng thì còn ok. Có xây xước một số đây không đáng kể nha. Nói chung không tính ngoại hình thì mình còn xài tốt cho mình. Đây, cối cần lưỡi gà đầy đủ nha em, gà cước rất nhạy. Rồi em sẽ test máy cho mình một chiều nha nè, qua bé đầy đủ này, một chiều cho mình ạ. Đây qua này thì rất là mượt rồi, thích hợp cho nên mình câu ISO hoặc mình câu lua nha nè, lua ISO cho mình. Đây rất là mượt. Rồi con máy này có mã số 1, giá máy là 650 nha nè, 650.000. Rồi số 2 nha nè, số 2 thì lên một con máy có dòng Daiwa cho mình luôn, Daiwa Dragon X nha nè, con này là 4000C. Con này hàng là hàng Thái Lan xuất thị trường Nhật cho mình, made in Thái Lan, toàn thân full carbon, máy là cối, là cối cành mà cối inox như này. Đây lưỡi gà đầy đủ nha, con này có dù sẵn cho mình, cối này mượt như này, cối inox, những dòng thì có ABS hết, đây qua Dragon thì thuộc dạng có ABS cho mình. Rồi thông số cước cho mình nha em, cước số 5 được 200m, cước số 5 được 200m cho mình nha. Đây gà cước này, con này sai thực của máy rơi cho mình tầm khoảng từ 5 đến 6 ngàn, nó tầm khoảng 6 ngàn cho mình, 5 đến 6 ngàn cho mình, trong những dòng mình thể làm đánh lục, ngầm năng xe, cầu biển đều được ạ. Rồi em sẽ test máy cho mình, con này thì có ABS nha nè, ABS này chống trượt nha, một chiều. Đây, trong tình trạng con máy rất là mượt cho mình ạ, hai chiều ạ. Đây, máy rất là mượt nha, nó được thì mình lấy một con như này thì mình đánh cho nên cái dòng đây qua thì biết rồi, không biết khi nào mới ổn như này. Rồi con máy này có mã số 2, giá máy là 1.200.000 nè, giá con này là 1.200.000, đây qua thì gần 4.000C. Rồi máy mã số 3 là một con máy của dòng Shimano nha nè, Shimano Ultega, size máy là size 6.000. Size 6.000 thì những dòng Ultega thì đa số là hàng Japan hết nha nè, hàng Japan nội địa Nhật Bản, toàn thân full carbon và cối là cối inox cho mình. Có lại thông số cước là cước số 4 240m, cước số 5 190m và cước số 6 150m ạ. À, đây lưỡi gà đầy đủ nha nè, con này có cước sẵn cho mình, đây cối này rất là mượt, gạt cước cho mình, tình trạng con này thì còn ok nha, 99%, có xây xước như này không đáng kể, có bị muối một số chỗ nha. Hàng Japan nội địa cho mình, thì những cái dòng này thì anh em đến ngâm lăn xe đến lục được cho mình. Rồi em sẽ test máy nha, test máy một chiều trước này, có ABS đầy đủ nha này, chống trượt trượt một chiều ạ. Đây, máy mượt nha, một chiều rất là mượt, hai chiều cho mình ạ. Ultega, những dòng Ultega hay UO thì anh em biết rồi, cực kỳ mượt nha, dòng tính lục hết sảy. Rồi con máy mã số 3 nha em, con máy này có mã số 3, giá của máy là 1.800.000 nha, 1.800.000, Ultega size 6.000 ạ. Rồi đây là một số cần nha em, đầu tiên là một cái cần mini cho mình, một cần mini nha. Cần mini này của hãng là Ryobi, Ryobi nha em, Ryobi con này hàng Korea xuất thị trường Nhật, độ dài cần là 2m7, độ cứng con này là độ cứng 20 nha, 20. Tính theo cần lưu rút thì con này độ cứng của nó ra tầm khoảng ML cho mình ạ, ML tính M. 2m7 cho mình, con này dàn khoen cần là dàn khoen Fuji đen, loại xứ xám hết, bát là bát Fuji vặn kiểu vàng này. Con này ngọn của nó là ngọn 1.7 ly,
dạng ngọn là ngọn đặc này, ngọn đặc, ngọn sơn màu trắng nha mình này. Lóng kia là full carbon, carbon xoắn nha này, xoắn vân. Đây, carbon xoắn vân nha. Tình trạng con này thì còn rất là ok. Cần còn tương đối ok nha mình nha. Con này dạng là mini 2m7, độ cứng là 20. Rồi, em sẽ xem thu gọn bao nhiêu nha. Rồi, thu gọn của cần này là 64cm nha này, tầm khoảng 64cm cho mình. Con này trọng lượng của nó là 220g, mã số 1, giá cần là 600 ngàn nha này. Giá cần là 600. Rồi, mã số 2 là một số cần ISO nha này, ISO 5m3 đến 6m3 cho mình. Cần ISO mã số 2 là cần ISO, độ dài cần là 5m4, độ cứng 2.5. Con này hàng Korea, xuất thị trường Nhật, made in Korea. Đây. Cần là full carbon nha này, full carbon. Pad là pad Fuji F6. Con này độ cứng 2.5, anh em hạ tay thì độ cứng của nó rơi cho mình tầm khoảng 4H nha này. Tầm khoảng 4H. Đây, những khoen của nó đây là khoen Fuji loại thứ 8 cho mình. Khoen Fuji loại thứ 8. Con này ngọn cần là ngọn 1.5 ly. Độ cứng tính hạ tay thì cũng khoảng 4H nha này. Đây, full carbon. Carbon xoắn vân này. Tình trạng con này thì còn ok. Nói chung con dòng thì 2.5 thì phôi nó dày. 2.5 là tương đối ok cho mình rồi. Đây, tình trạng còn ok nha nè. Khoen tắt Fuji hết. 5m4 độ cứng 2.5. Con này trọng lượng của cần là 290g ạ. Cần đi có mã số 2. Giá là 600 ngàn nha nè. Giá con này là 600. Rồi, mã số 3 là một con ISO khoen nhỏ nha nè. Cần ISO khoen nhỏ. Cần này có hãng là NFT. NFT Carbon. Độ dài cần là 5m4, độ cứng là độ cứng 2 nha nè. Độ cứng 2. 5m4, đây thông số thật của nó thì có 5m2 thôi. Con đi kèm cho mình là 6 lóng ạ. 6 lóng nha nè. NFT hàng nội địa Nhật Bản, tem vàng đầy đủ. Pad con này là pad Fuji F7. Tình trạng thì còn ok nha, nắp chụp xoáy vặn này. Thì những dòng này cứng 2 thì anh em hạ tay thì độ cứng rơi cho mình tầm khoảng 3-5H ạ. Khoen là khoen Fuji, loại xứ xám hết. Rồi, độ cứng 2 con này ngọn cần là ngọn 1.4 ly. Ngọn của nó là ngọn 1.4 như này. Cần là full là carbon nha. Carbon xoắn vân ạ. Đây. Full carbon như này. Cho tình trạng con này thì còn ok hết. Rồi, khoen pad Fuji. Con này trọng lượng của nó là 290g. Cần có mã số 3. Giá cần là 650 nha này. Giá con này là 650 ngàn. Rồi, mã số 4 một con cần ISO nha này. Con này ISO dài cho mình này. Cần ISO của hãng là Suta. Suta, những dòng Suta từ hàng nội địa Nhật Bản cho mình hết. Cần này có độ dài cần là 6m3. Đi kèm cho mình là 7 lóng nha này. Thông số thật của nó là 6m26. Bán là bán Fuji F6. Tay cầm thì dạng của nó là nhám nha này. Khoen cần là khoen Fuji loại xin đá xám. Con này ngọn là ngọn 1.2 ly. Độ cứng của cần rơi cho mình tầm khoảng 6m3 độ cứng 2 nha này. 6m3 độ cứng 2. Con này hạ tay thì tầm khoảng 3H cho mình thôi. Thì 6m3 thì em sẽ để giá rẻ cho mình nha. Đây, full carbon xoắn vân này. Siêu ta hàng đồ điện Nhật Bản. Trong các lóng cần còn ok hết. Độ mới của cần rơi cho mình tầm khoảng 85%. 85-90 nha này. Đây, lóng cần thì ok hết nha. Rồi, con này thì trọng lượng của nó là 260g. Cần có mã số 4 cho mình. Giá con này là 850 nha này. 850 ngàn. Siêu ta 6m3. Rồi, con này nắp chụp của nó thì bị lỏng, thì bên Nhật người ta đã quấn keo. Thì anh em lấy thì em sẽ hỗ trợ làm lại cho nó mình ok nha. Rồi, mã số 5. Em sẽ lên một cái cần dạng lua rút như này. Cần lua rút cho mình. Cần lua rút, độ dài cần là 3m, độ cứng là ML. Cái dòng là lựa dòng Cross Vega nha em. Hàng China, xuất thị trường Nhật, có tem đầy đủ này. Cần này có mã số của nó là mã số 5. Độ dài cần là 3m, cần lua rút. Thông số cần là tải mồi từ 7-21g, độ cứng ML. Tải cá là 8-20lp. Con này khoen pad là khoen pad chính hãng cho mình hết. Tay cầm của nó thì làm bằng cán bần như này. Cán bần. Đây. Cán của nó là cán bần hết. Con nguyên siêu chưa bóc như này. Trông còn đẹp, cái này thì dính keo thôi. Nguyên siêu thường cái này mình lấy về mình cắt cái miếng keo ra nha. Cắt cái miếng ni lông ngoài ra là nó sẽ mới tinh luôn. Rồi, con này ngọn của nó là ngọn 2 ly. Khoen là khoen chính hãng cho mình luôn. Khoen loại siêu xám cho mình này. Ngọn 2 ly, độ cứng tầm khoảng ML. Ngọn cần có hai khoen chạy cho mình ạ. Đây, ngọn cần có hai khoen chạy. Cần là cần carbon nha anh em. Carbon cho mình. Dạng cần lưu rút nha, 3m. Rồi, con này thì trọng lượng của nó là 270g. Cần có mã số là mã số 5. Giá con này là 700 ngàn nha anh em. 700. Rồi, mã số 6 thì em sẽ lên một số cần tay trợ máy nha. Cần tay bằng tay trợ máy. Cần tay trợ máy mã số 6 thì là cần tay của hãng Suzumi nha anh em. Tay của hãng Suzumi.
Cần này có độ dài cần 36, độ cứng 1. Độ cứng 1, bass thì kèm cho mình là bass Fuji Stylus như này. Bass xịn cho mình này, bass Stylus. Khoen đề ba, khoen cần là khoen Fuji, loại xứ đá xám. Có này độ cứng 1 tính theo cần tay thì độ cứng của nó rơi cho tầm khoảng 3H. Ngọn của nó là ngọn 0.8 ly. Thì những dòng mà thân em về hạ tay, vẫy rô, vẫy giết cũng được cho mình ạ. Ngọn cần là ngọn đặc, ngọn tháp hết. Thì những dòng thì đa số là ngọn đặc, ngọn tháp cho mình này. Đây, cần thì carbon. Tình trạng còn đẹp cho mình nha. Đây, cực carbon rất đẹp nha này. 36, còn tính theo cần tay thì tầm khoảng là 3H. Con này trọng lượng của cần nha anh em. Trọng lượng con này là 110g. Cần có mã số 6, giá con này là 700.000 ạ. 700.000 nha anh em. Cần là 700. Rồi thế là một cần tay trợ máy. Con cần tay trợ máy có Suyumi nữa nha anh em. Cần tay trợ máy Suyumi. Cần này có độ dài cần là 4,5 m nha anh em. 4,5 m. Con này của hàng là hàng Korea xuất thị trường Nhật, có mã code này. Mã code tem vàng đầy đủ nha anh em. Korea 4,5 m. Rồi tình trạng con này còn ok. Bass đi kèm nhau là bass Fuji F6 cho mình. Bass vừa nha. Con này có nắp chụp kèm. Rồi khoen đề ba cần là khoen Fuji, loại xứ đá xám cho mình. Thì những dòng cần tay trợ máy thì đa số ngọn tháp cho mình ạ. Rồi ngọn tháp, ngọn đặc cho mình. Ngọn là ngọn của nó là ngọn 0.8 ly. Đây ngọn tháp, ngọn đặc cho này. Ngọn tháp cho mình. Cần là cần carbon, carbon xoắn vân. Đây. Tình trạng còn đẹp cho mình này. Còn đẹp cho này. Rất là ok. Khoen pad cần là khoen pad Fuji hết. Con này có nắp chụp kèm, tính theo cần tay thì độ cứng của nó cũng tầm khoảng 3H thôi. 4,5 3H. Con này hàng Korea xuất thị trường Nhật, trọng lượng cần là 190g, cần có mã số 7 cho mình. Giá con này là 850.000 nha anh em. 850.000. Suyumi 4,5. Rồi, em sẽ có cho mình hai con cần tay trợ hạ tay nha anh em. ISO hạ tay cho mình. Đầu tiên là một con cần ISO hạ tay. Con này thì nó được quấn chỉ và quấn dây sẵn cho mình này, cầm được cái chắc tay nha. Con này là cần ISO, của nó là cần ISO nha anh em. Để có cái pad để em tháo ra rồi. Con này thì độ cứng của nó tầm khoảng là 4H, độ dài cần là 5,3 m nha anh em. Cái dòng Daiko nha, Daiko cho mình, hàng nội địa cho mình nha. Thì anh em lấy con này thì em sẽ hỗ trợ cho mình là quấn chỉ và Denobu cho mình nha. Con này thì em chưa quấn chỉ. Thì anh em muốn quấn chỉ kim tuyến, muốn màu gì thì em sẽ quấn cho mình. Rồi con này ngọn cần là ngọn 1.6 ly, độ dài cần là 5,3 m, độ cứng con này tầm khoảng 4H nha anh em. Cần rất là thẳng. Phôi cần là phôi carbon. Phôi carbon nha. Carbon xoắn vân cho mình này. Đây. Còn rất là ok. Carbon xoắn vân. Tình trạng thì còn ok nha anh em. Phôi carbon xoắn vân. Rồi con này thì trọng lượng của nó là 320g, cần có mã số 8 nha anh em. Mã cần là mã số 8, giá là 650.000 nha. 650.000. Tầm khoảng 3,3 m, tầm khoảng 4H. Con này chưa quấn chỉ, anh em muốn thì em quấn chỉ cho mình nha. Rồi tiếp theo là một cần con này ISO hạ tay cho mình này. Con cần này sẽ được quấn chỉ từ tay lên xuống nha. Con cần này là của Gamakatsu nha anh em. Gamakatsu độ cứng cao. Đây, nó được quấn chỉ từ gốc tới ngọn cho mình luôn. Cần ISO hạ tay Gamakatsu, cần này có độ dài cần 5m, độ cứng 4. Con này cần tay rất là cứng nha anh em. Con độ cứng của nó rơi cho mình tầm khoảng vào 5-6H nha. 5m, cứng tầm khoảng 5-6H cho mình. Con này ngọn của nó là ngọn 2 ly, cần Gamakatsu nha anh em. ISO hạ tay. Thì con này đã được quấn chỉ rồi nha anh em. Quấn chỉ cho mình đây này, quấn chỉ chống nổi rồi. Phôi là phôi carbon xoắn vân. Có xây xước nha. Độ cứng con này thì rơi cho mình tầm khoảng vào 5-6H, nói chung cần rất là thẳng, 5m nha anh em. Gamma ISO hạ tay cho mình. Trong phôi thì có xây xước, xước dâm cho mình. Xước dâm nha anh em. Xước dâm nha. Rồi con để quấn chỉ cho mình nha. Để quấn chỉ rồi cho mình rồi. Rồi 5m độ cứng tầm khoảng 5-6H. Con này trọng lượng của nó phôi dày 350g. Cần có bảng số 9, giá con này là 700.000 nha anh em. 700 Gamakatsu. Rồi tiếp theo là một cần tay xin cho mình nha. Cần tay thì có bao vải kèm. Cần tay bao vải với nắp chụp kèm cho mình này, nắp chụp gỗ nha anh em. Cần tay rút độ dài cờ 5m4, tay cầm con này được quấn chỉ như này. Hàng là hàng nội địa Nhật Bản, tem vàng. Tình trạng con này thì có rất là mới. Độ mới là trên 90%. Con này ngọn của cần là ngọn 0.8 ly. Ngọn của nó là dạng ngọn đặc nha này. Ngọn đặc, ngọn tháp cho mình. Đây, ngọn đặc, ngọn tháp cho mình. Phôi cần là phôi carbon, carbon xoắn vân. Tình trạng con này thì còn mới tinh, thích hợp cho nên làm vĩ rô vĩ giết này. Con này thì cực đẹp luôn, có bao vải nắp chụp kèm hết cho mình ạ. Đây, tình trạng còn mới ạ. Hầu như không xây xước gì luôn. Đây, còn ok nha anh em. 5m4, độ cứng tầm khoảng là 3H. Tem vàng đầy đủ nha anh em. Hàng nội địa, con này trọng lượng cần là 135g.
tay cầm quấn chỉ, quấn dây mây tương đối nhẹ nha. Cần này có mã số 10 nha anh em, giá của nó là 1 triệu nha anh em, giá cần là 1 triệu cho mình ạ. Ôi mã số 11, 12 thì em lấy cho mình hai con cần Ikeda. Mã số 11 thì em xin một cần cần Ikeda carbon nha anh em, Ikeda carbon. Con cần này có hàng nội địa Nhật Bản nha, tem vàng đầy đủ, con này có dây buộc bảo hiểm nè. Con này ngọn của nó là dấu trong thân cần nha. Bass Fuji F5. Khuyên cái của nó là hai khuyên đề, ba là khuyên Fuji. Con này cần là cần rút nha anh, ngọn của nó là ngọn rút nha, 1.8 cho mình, dạng ngọn đặt ngọn tháp này. Đây, ngọn cần là ngọn rút ạ. Ngọn cuốc cần là ngọn 0.7 ly. 0.7 ly nha anh. Ikeda thì rất là dẻo thôi. Anh em mình câu cá nhỏ thôi. Cần là dạng cần rút, cần carbon nha anh. 1.8, con này trọng lượng của nó là 90 g. Cần có mã số 11, giá của nó là 600.000 nha anh. Giá cần là 600. Rồi mã số 12 thì em sẽ là một con Ikeda nha anh. Con Ikeda của Suyumi. Suyumi hàng nội địa Nhật Bản, tem vàng đầy đủ này. Cần này có độ dài cần là 2.4 nha anh. Suyumi 2.4. Con này cũng là hàng rút nha anh. Cần là cần rút cho mình. Thì những con này thì ngọn nó dấu trong thân cần anh em lấy được hết nha. Đây, ngọn của nó là dạng ngọn đặt ngọn tháp cho mình. Ikeda thì 2.4 thì rất là dẻo nha. Rồi còn Ikeda của dòng Suyumi đi kèm cho mình là hai lóng, cái ngọn đó dấu trong thân cần được nha. Và những dòng Ikeda này thì mình có thể dấu trong thân cần được hết. Đây, ngọn như này. Rồi độ dài cần là 2.4, Suyumi hàng nội địa cho mình, quen pad Fuji hết, tình trạng còn ok. Con này trọng lượng của cần là 135 g, cần có mã số là 12, giá cần là 650 như này, 650.000. Rồi em sẽ có một cái cần lua cho mình nha. Một cần lua, cần này có mã số cho mình là mã số 13. Cần lua carbon, độ dài cần là 2.1 m như này, độ cứng là ML. Con này hàng Korea xuất thị trường Nhật, độ dài cần 2.1 m. Con này thông số tải mồi cho mình là từ 1/36 đến 1/38 Z như này. Nó rơi cho mình tầm khoảng vào 14 g. Có thể tải cá từ 3 đến 10 LP. Bass là bass Fuji chữ vàng, tay cầm cán mút. Con này dàn khoen cần là dàn khoen full sit nha. Dàn khoen cần là dàn khoen full sit hết. Đây. Khoen sit con này máy đứng nha, rất đẹp cho mình luôn. 2.1 m, cực kỳ đẹp nha này. 2.1 m còn rất là mới. Có độ cứng ML, ngọn của nó là ngọn 1.6 ly. Thì những dòng mà thích hợp anh em đánh nháy hơi nha, nhưng hơi là vừa, không đánh bạo lực lắm. Tình trạng còn đẹp, khoen sit cho mình. Con này trọng lượng của cần là 120 g, cần có mã số cho mình là mã số 13. Giá cần là 1 triệu nha anh em. Giá con này cho mình là giá 1 triệu ạ. Rồi tiếp theo là một con Hechi. Con Hechi là cho em câu bè nha anh em. Con Hechi hai ngọn, con này có bao vải kèm. Cần Hechi, cần này có hãng là Ryobi nha anh em. Ryobi. Cần này có độ dài cần là 2.4, độ cứng của nó lần lượt cho mình là một ngọn 20, một ngọn là cứng 30. Ryobi. Con này Ryobi này hàng Korea xuất thị trường Nhật nha anh em. Có tem vàng đầy đủ này. Những dòng mà thì ngọn cần là ngọn tháp hết. Thì con này có hai ngọn kèm cho mình, một ngọn của đó là cứng 30 là ngọn này như này, ngọn hụt nha, ngọn này tầm khoảng là tầm 2.3 cho mình, còn ngọn 2.4 là độ cứng tầm khoảng 20. Con này khoen cần là khoen full sit như này, khoen cần là khoen full sit hết, tình trạng còn rất là ok. Này, khoen full sit hết, pad của đó là pad Fuji sit gold như này, pad gold cho mình. Con này dạng cho mình câu bè nha, câu bè của ngâm mình được này, khoen cần là khoen Fuji sit cho mình ạ. Tình trạng khoen sit còn rất ok. Hai ngọn kèm, độ dài cần 2.4, hàng Korea. Con này trọng lượng của nó là 220 g, cần có mã số 14 nha anh em. Giá cần là 900.000 nha, 900, mã 14 cho mình ạ. Rồi tiếp theo là một số cần 2 khúc 3 khúc nha anh em. Giờ đây thì có độ cứng cao và vừa. Anh em đã ngâm lên xe câu tra được nè. Rồi cần 3 khúc, đầu tiên là một cần có mã số là 15. Cần này có hãng Daiwa nha anh em. Daiwa, con này full carbon xoắn hai da này. Đẹp cho mình nha. Độ dài con này là 3.6, độ cứng là 30. Daiwa hàng nội địa Nhật Bản nha anh em. West hàng nội địa Nhật Bản nha mình. Có buộc dây bảo hiểm này, tình trạng còn nguyên sim nguyên bản, còn rất đẹp, Horror Lock. Bắt là phách vặn này, tay cầm cán mút. Full carbon xoắn hai da nha anh em, tem vàng đầy đủ cho mình. Con này độ cứng 30, ngọn của nó là ngọn 2.3 ly. Ngọn cần là ngọn 2.3 ly, hỗ trợ mình double full sit nha. Full sit cho mình. Con này carbon xoắn từ gốc tới ngọn luôn. Tình trạng còn ổn nha anh em. Mới tầm khoảng 90%. Cứng 30 thì thuộc dạng cũng vừa thôi, nó không cứng bạo lực lắm cho mình. Rồi con này còn đẹp nha anh em. Daiwa có mã số cần là mã số 15. Con này giá cần là 1 triệu cho mình nha. Trọng lượng con này tương đối nhẹ, 300 g thôi. 36 cứng 30, 300 g. Rồi mã số 16 thì là một cần 3 khúc nha anh em. Cần 3 khúc của hàng Alpha Tucker. Alpha Tucker con này hàng Korea xuất thị trường Nhật nha anh em. Made in Korea. Con này có độ dài cần là 3.3 m, độ cứng con này là 60. 60 thì nó cũng vừa. Dạng cũng đánh được cho mình nha anh em, cũng dạng bạo lực.
Rồi cách bơm xoắn hai da, con này cần của Alpha Tucker. Khoen cần là khoen Fuji, dàn khoen Fuji cho mình. Hỗ trợ đồ bộ full xích như này. Độ cứng 60. Độ cứng 60 thì con này ngọn của nó là ngọn 2.5 ly. Thì cái khoen có mấy cái chân khoen của nó dạng bị ố như này, thì nó bị xỉ sơ sơ thôi. Trong cần còn ok, tình trạng thì trong vòng thể này mấy ngâm lan xe cũng chép được cho mình. Có bộ dây bảo hiểm này, tay cầm cán mút. Tình trạng còn ok như này. Chỗ làm nhám này. 3m3 cứng 60. Rồi con này trọng lượng của cần là 360g. Cần có mã số cho mình là mã số 16. Giá con này là 1 triệu nha này. Giá cần cho mình là 1 triệu ạ. Rồi mã số 17 nè. Mã số 17 thêm sẽ là một con cần Suzumi. Con này thì trước nó về cho em 2 con thì em đã bán rồi nha. Thì cái hàng này thì về thì em sẽ lên lại cho mình. Rồi cần Suzumi. Cần Suzumi 2 khúc 2m7 cho mình. Những dòng Suzumi thì hàng nội địa Nhật Bản hết. Con đi có 3 ngọn kèm nha này. Con này có đi cho mình là 3 ngọn kèm. 3 ngọn, một ngọn vừa nha. Rồi những dòng mà thì ngọn cần là ngọn đặt cho mình, ngọn tháp hết nha này. Ngọn cần ngọn đặt, ngọn tháp hết. Nó có 3 ngọn cho mình. Khoen của nó là khoen Fuji, loại xứ đá xám. Thế anh em thích là dùng, thích dùng con này nha. Rồi con này có đi 3 ngọn kèm cho mình. Một ngọn của nó là cứng từ 30 đến 50. Thuộc dạng vừa thôi. Một ngọn của nó là cứng từ 50 đến 80 nha này. Cứng từ 50 đến 80 này. Và một ngọn cần là cứng từ 80 đến 120. Thế ngọn cứng 80 đến 120 thì anh em có thể là đánh tra nha. Đánh tra sang hàng được. Ba ngọn thì không khác gì ba cần cho mình rồi. Tình trạng con này thì còn ok hết. Nên này, ngọn cần là ngọn đặt, ngọn tháp cho mình. Thì đầu bu của nó là dạng đầu bu lớn nha. Đầu bu lớn cho mình. Tình trạng của nó ok. Hai khúc ba ngọn Suzumi. Con này thì em cân một ngọn và một khúc của nó là 320g. Nó đi ba ngọn kèm cho mình là một ngọn 1.8 ly, một ngọn 2.4 ly và một ngọn 2.6 ly nha. 1.6 ly. Con này có mã số là mã số 17, giá của nó là 1.2 nha. Đấy cần là 1.200.000. Hai khúc ba ngọn ạ. Rồi tiếp theo là một cân cần nha em, một con cần của dòng Daiwa. Daiwa con này dạng máy ngang composite cho mình nè, composite cổ biển nha em. Cần hai khúc của dòng Daiwa, độ dài của cần là 2m4 nha em. 2m4, độ cứng là 50. 2m4 50. Con này hàng Thái Lan xuất thị trường Nhật cho mình, có mã có tem vàng đầy đủ. Thì những cái dòng mà khoen lá và khoen acolyte chân cao này á, khoen xích cho em. Khoen đề ba của cần là khoen Fuji 16 đây, khoen acolyte ba chân, khoen xích cho mình, dạng khoen biển nha em. Cái dòng mà thì thích hợp anh đánh mực, câu mực nha. Câu mực, câu biển, khoen xích hết. Khoen xích và khoen lá hết ạ. Tình trạng còn rất là ok nha em. Dòng Daiwa. Daiwa Horolock này. Bắt là bắt vặn Daiwa chính hãng luôn. 2m4 cứng 50. Có này cứng 50, ngọn cần là ngọn đặc, ngọn tháp. Ngọn của nó là 1.5 ly. Khoen lá hết nha em. Khoen đề ba là khoen xích này. Tình trạng còn rất là mới. Có này tình trạng của nó thì còn ok. Trọng lượng 170g. Cần có mã số là 18. Giá là 1.500.000 nha em. 1.500.000. Rồi mã số 19 em sẽ một cần 3 khúc. 3 khúc khoen lá. Cần 3 khúc nha em. 3 khúc của dòng khoen lá nha. Cần này cần carbon. Con này của dòng là carbon nha em. Carbon hàng nội địa Nhật Bản cho mình nha. Độ dài của cần là 3m3, độ cứng 50. Độ cứng 50. Đây, bát cần là bát inox nha em. Bát inox tay cầm cầm rất cái chắc tay. Bát là bát vặn Fuji, con này còn nguyên cái siêu nha. Nguyên siêu này, chưa bóc luôn. 3 cứng 50. Những dòng thì nội địa Nhật Bản cho mình hết. Con này thì có dây buộc nha, có hai cái dây buộc chính hãng cho mình. Đây, dòng Power. Power này. Power Season nha em. Power Season có pick không chưa? Khoen đề ba là khoen Fuji, tất cả những khoen Fuji, khoen lá hết. Con này độ cứng 50, ngọn của nó là ngọn 2 ly, ngọn 2 ly nha em. Những dòng thì đánh biển, đánh ngầm lăn xe được cho mình. Khoen lá rất là đẹp luôn, tình trạng con này mới trên 90%. Đây, rất đẹp nha em. Còn nguyên siêu ạ, nguyên siêu bị nóc hết. Con này trọng lượng của cần là 450g, cần có mã số là mã số 19 nha em. Giá con này là 1.500.000 nha. Giá cần là 1.500.000. Rồi mã số 20 nha em. Mã số 20 tạm sẽ là một cần 2 khúc. Con này có bao vải kèm này. Hai có bao vải kèm nha em. Cần 2 khúc, cần này của dòng Tenryu. Thì những cái dòng Tenryu thì anh em biết rồi. Đa số Tenryu là hàng nội địa Nhật Bản cho mình hết. Cần 2 khúc của dòng Tenryu, độ dài cần 2m4. 2m4 nha em. Có tem vàng đầy đủ này. Cần tình trạng con này có rất là ok, có bao vải kèm nha em. Có bao vải kèm cho mình. Tay cầm thì được nắm chiếu này. Khoen của nó đây là khoen full xích hết. Khoen full xích hết nha em. Đây, khoen cần là khoen full xích hết. Khoen đề ba là khoen xích, độ bu xích cho biển cho mình này. Con này ngọn của nó, ngọn của cần là ngọn 2.6 ly. Độ cứng con này tính theo cần 2 khúc thì nó rơi cho mình tầm khoảng từ 50 đến 80 nha em. 80 đến 80.
đẹp cho mình nha, khoen Fuji xích hết, dòng Tenryu, hàng đồ điện Nhật Bản cho mình, ngâm lăn xe ok này. Rồi con này trọng lượng của nó nha, này trọng lượng của cần là 300g, cần có mã số là mã số 20, giá con này là 1 triệu cho mình ạ. Bắt vặn Tenryu chính hãng. Rồi tiếp theo là một cần hai khúc, cần hai khúc của dòng Daiwa nha, này Daiwa Hero Lock, con này cắt bên xoắn hai da từ gốc tới ngọn luôn, tem vàng đầy đủ nha, này đây hai khúc. Con này độ dài của cần là 2m7, độ cứng cần là 50. Thì những cái dòng cross carbon quấn hai da này á, thì những dòng mà đa số là hàng Taiwan nha, này Taiwan xuất thị trường Nhật. Khoen cũng cần là dòng khoen Fuji đã xương xám hết cho mình, ngọn cần là ngọn 2.5 ly, carbon xoắn từ gốc tới ngọn nha, này tới ngọn cho mình hết. Đây có đốt semi chống nổ, tình trạng con này thì mới tầm khoảng 85% nha, này còn rất là ok. Khoen pad Fuji carbon xoắn hai da, tay cầm cán mút pad thì kèm cho mình là bách vặn nha, bách vặn này đây qua hồi đó lóc ạ, tem vàng đầy đủ, cô ngâm cô lăn xe cho mình, 2m7 cứng 50 nha em, tình trạng còn ok, nguyên sim nguyên bản cho mình, hơi cũ thôi. Tin con này trọng lượng của nó là 380g, cần có mã số là 21, giá của nó là 1 triệu nha em, giá cần là 1 triệu ạ. Rồi tiếp theo là một cần ba khúc dạng đến bộ lực cho mình ạ, cần ba khúc cái dòng Daiwa, Daiwa nha em, Daiwa Hero Lock, tem vàng đầy đủ này. Rồi cần Daiwa ba khúc, độ dài cần là 3m9, độ cứng con này là 80, cách bằng xoắn hai da, hàng nội địa Nhật Bản nha này, độ cứng 80. Những dòng thì anh em đánh lục đồ cần được nha, đánh lục đồ cần được, đánh tra đồ được cho mình nè. Full canh bắt xoắn hai da, bị xây sức sơn nha này, không ảnh hưởng gì. Bát Fuji vặn tay cầm cán mút cho mình, khoen Fuji loại xi đá xám, có này ngọn của cần là ngọn 2.6 ly, độ bu là độ bu full xích nha này, bu full xích chống xoắn này. Phôi con này thì còn rất là ok, tình trạng còn mới tầm khoảng 90 ạ. Đây, các bạn xoắn thời gian. Độ dài 3m9, độ cứng 80. Tình trạng còn ok nha này. Có buộc dây bảo hiểm cho mình nè. Rồi con này trọng lượng của cần là 340g, cần có mã số là 22. Giá là 1.300.000 nha này. Nó cần là 1.300.000. Rồi tiếp theo là một số cần lục nha này. Cần lục cho mình, đầu tiên là một cái cần lục nha. Cần dây trong, cần lục dây trong. Cần lục Daiwa, độ dài cần là 4m2 nha em. Độ dài cần là 4m2, độ cứng là 30. Cái dòng Super Power, hàng là hàng Taiwan xuất thị trường Nhật, có mã code nha em, mã code tem vàng đầy đủ này. Có là dạng dây trong, cần lục dây trong cho mình, bát là bát Fuji F7, bát lớn. Rồi con này thì ngọn cần là ngọn lớn cho mình, độ cứng 30 tầm khoảng CS, ngọn của nó là ngọn 3.3 ly, độ bu xích nha em, ngọn 3.3 ly. Thì những dòng mà anh em đánh lục đầu cần đánh lục được nha, đánh lục tầm khoảng 35m độ lại cho mình này. Cần là cần carbon, carbon xoắn vân, độ cứng là CS nha em, tầm khoảng CS cho mình. Đây có chế độ zoom nha, zoom rất là tiện này. Đây, con này thì phôi còn ok, cái góc của nó thì nó có chỗ đây qua này là phủ là bóng 2K, thì nó hơi bị chóc nha, kiểu nó là bị sình lên thôi, không ảnh hưởng gì. Rồi đây qua con đánh lục nha anh em, độ dài cần 4m2, độ cứng 30, Super Power, hàng đồ điện nha, tem đồ điện cho mình, hàng Taiwan xuất thị trường Nhật. Con này phôi dày, trọng lượng cần là 480g, cần có mã số là mã số 23, giá là 1.500.000 nha anh em, chứ cần là 1.500.000. À, một số cần nha, cần xuất cho đang đến gần bờ này, đến ngầm lăng xe, cầu đơn được chứ nè. Cần có mã số cần là 24, cần có dòng siêu ta nha, siêu ta. Độ dài con này là 3m6, độ cứng 25, carbon. Có này hàng là hàng nội địa Nhật Bản nha nè, tem vàng đầy đủ này. Phôi carbon xoắn vân, màu xanh, bát Fuji F7, dàn khoen của nó là dàn khoen Fuji hết. Con này độ cứng 25, ngọn cần là ngọn 2.5 ly, 2.5 ly có 2 khoen chạy nè, 2.5 ly có 2 khoen chạy nha nè. Tình trạng con này còn ok, carbon xoắn vân hết. Đây, phôi thì còn được nha em, 36 cứng 25, còn rất là nhẹ cho mình. Hàng là hàng nội địa Nhật Bản, tem vàng đầy đủ. Con này trọng lượng của cần là 290g, cần có mã số là 24 ạ. Giá cần là 800.000 nha em, giá con này là 800, 36 25. Rồi tiếp theo một con cần mã số nha em, mã số cần là 25. Mã số 25 thì sẽ là một cần cái dòng Super Carbon. Con này có độ dài cần là 36 cho mình luôn, thì những dòng này thì nội địa cho mình nha. Pad Fuji F7, quen Pad Fuji hết, thì những dòng mà cần lục hay là cần ISO em sẽ có lắp chụp kèm cho mình hết nha, này yên tâm. Quen Pad cần là quen Pad Fuji hết ạ. Rồi con này ngọn của nó là ngọn 2.2 ly như này, ngọn cần là 2.2 ly, độ cứng con này cũng ra cho mình tầm khoảng vào 25, 36, 25. Phôi cũng là phôi carbon xoắn vân như mình luôn. Đây, tính trạng còn ok hết.
đây, quen pad Fuji nha anh em, quen pad Fuji hết, 3m6 cứ tầm khoảng 25. Con này có mã số là mã số 25 cho mình, trọng lượng của nó là 300g, giá cần là 750 nha anh em, 750.000. Rồi mã số 26 thì em lại một con cần súp, cần súp nha anh em, cần súp carbon, độ dài của nó là 39 cho mình, súp carbon 39, tem đầy đủ này, hàng co ra xuất thị trường Nhật, nắp trục inox xoáy vặn này, tay cầm nhám nha này, có sức dăm sơ sơ này. Rồi pad Fuji, dàn khoen cần là dàn khoen Fuji, con này độ dài cần 3m9, ngọn của cần là ngọn 2.4 ly, thì độ cứng con này cũng rơi cho mình tầm khoảng vào 3H như này, à, tầm khoảng 25 như này, tầm khoảng 25 cho mình, hay là mình tầm khoảng S thôi, S đánh lục cần bắt đầu, lục độ cần đánh gần bờ cho mình, phôi thì phôi carbon xoắn vân, tình trạng thì còn ok, quen vác Fuji hết. 3m9, con này trọng lượng của nó là 360g, cần có mã số cho mình là mã số 26, giá là 800.000 nha anh em, giá còn là 800, 39 cứng 25. Rồi cuối cùng em sẽ lên một con gần lục nha anh em, con gần lục của dòng Shimano, Shimano độ cứng cao này, gần lục Shimano dòng có Shimano AeroCat, độ dài cần là 4m05, độ cứng CS nha anh em, 4m05 CS, thì những dòng AeroCat này thì nội địa Nhật Bản cho mình hết nha, nội địa Nhật Bản tem vàng hết này, Shimano. Có nắp chụp zin kèm nha nè, nắp chụp zin kèm cho mình. Rồi pad đi kèm cho là pad Fuji Stylus, pad cao nha nè, thì những dòng mà thì anh em hạ pad thì bên em sẽ hỗ trợ hạ pad cho mình nha. Khuyên pad là khuyên pad Fuji, con này ngọn độ cứng CS, ngọn của nó ngọn 2.6 ly, thì những dòng AeroCat này đời cao, khuyên Fuji này mà này, có định vị nha nè, những dòng thì có định vị khuyên hết đây, có định vị khuyên nha, phôi carbon xoắn hay da, khuyên hết cho mình. Thì những dòng mà cứng tầm khoảng CS 30 này anh em đến tầm khoảng 35m độ lại cho mình được nha. Có là tình trạng con này thì mới trên 90%, còn rất là ok. Phôi của dòng AeroCat thì có định vị lóng, định vị khoen cho mình hết. À, tình trạng có ok nha nè, khoen pad Fuji hết. 4m05 AeroCat, hàng nội địa Nhật Bản cho mình, độ cứng CS tầm khoảng 30, 4m05, trọng lượng cần là 430g, cần có mã số cho mình là mã số 27 nè, giá con này là 3 triệu ạ. Rồi một số mẫu cần và máy em gửi cho anh em mình, anh em ưng mẫu nào nha, comment mã số cùng số điện thoại cho em. Ưu tiên anh em chốt đơn liên hệ trực tiếp qua số điện thoại và Zalo bên em nha, thì em sẽ chụp từng mẫu cần em gửi cho anh em mình xem kỹ hơn ạ. Rồi chúc anh em một ngày tốt lành nha.